Chào mừng mọi người đã quay lại với Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Trong video giới thiệu sản phẩm audio ngày hôm nay, Hảo sẽ gửi tới cho tất cả mọi người một cặp loa đến từ Mỹ với thiết kế kiểu bookshelf dạng lớn và có rất là nhiều cách bố trí đa dạng. Thì mọi người có thể bố trí với nhiều cái mô hình như là tivi, nghe nhạc ở trong gia đình. Không những cặp loa này có thể mọi người có thể nghe nhạc hi-fi, và đặc biệt đó là mọi người cũng có thể hát karaoke rất là tuyệt vời. Trước khi mà vào phần chi tiết thì những bác những anh đang xem kênh của Ngọc Hảo mà mọi người chưa nhấn vào nút đăng ký thì mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để cập nhật liên tục tình hình ở bên Ngọc Hảo. Và ở bên Ngọc Hảo có bán dây loa và USB chép sẵn nhạc lắp led chất lượng cao. Thì dây loa ở bên Ngọc Hảo bán là dây này, Hảo bán một cặp như vậy gồm có hai dây và chiều dài của mỗi dây là 2.5m, hai dây tương đương là 5m, và thành phần được làm từ những đồng nguyên chất hợp kim chất lượng nên cái điện trở của nó rất là thấp, từ đó cái dòng điện nó truyền đi nó ít bị hao tổn năng lượng, nó nâng cao chất lượng âm thanh hơn. Và gồm có đầu mỏ chim, bắp chuối hoặc là bắp chuối mỏ chim thì tùy cái đầu cái trạm gắn loa của nhà mọi người như thế nào thì mọi người báo cho Ngọc Hảo. Và mức giá Hảo bán cặp dây này là 600.000 đồng. Và tiếp đến đó là USB, thì USB Hảo có hai dung lượng, đó là 128GB chép sẵn nhạc lắp led chất lượng cao có giá 800.000 đồng và 64GB chép sẵn nhạc lắp led chất lượng cao có giá là 600.000 đồng. Thì 64GB tương đương 1.000 bài và 128GB tương đương với 2.000 bài. Nhạc ở bên Ngọc Hảo là cam kết nhạc lắp led chất lượng cao, được lấy từ những cái đĩa gốc pha nhạc rất là chất lượng chứ không phải là nhạc MP3 ở trên thị trường, nên khi mà mọi người mua thì yên tâm. Những bác những anh mà có nhu cầu về dây loa và về USB thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo. Và sau đây Hảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cặp loa đến từ thương hiệu rất là danh tiếng, đó là Bose, với model đó là Bose 6.2. Thì mọi người thấy Hảo đang bố trí cặp loa này theo cái chiều đứng để cho nó phù hợp với cái mặt bàn của Ngọc Hảo, nhưng mà về nhà khi mà mọi người đặt ở trên kệ hoặc là đặt ở trên bàn làm việc thì mọi người có thể bố trí theo cái kiểu nằm ngang, giống như của cái kiểu mà hàng bao đã khuyến cáo để là nằm ngang khi mà mọi người bố trí ở trên sàn hoặc là trên mặt bàn hoặc là trên kệ tủ. Thì Hảo sẽ đưa một cái hình theo cái cách bố trí đó cho mọi người xem, để khi mà mọi người mua về thì mình sẽ có một cái lựa chọn được một cái cách bố trí phù hợp trong cái không gian gia đình để cho nó đẹp mắt hơn. Thì khoảng cách mà Hạ khuyến cáo, chúng ta sẽ để khoảng cách giữa hai loa tối đa là 4m và tối thiểu là 1m, cách tường 45cm, thì từ đó âm thanh cho ra được hoàn hảo nhất. Và mọi người thấy cặp loa Bose 6.2 hôm nay mà Ngọc Hảo giới thiệu với cái ngoại hình còn khá là mới. Nó sở hữu cái kích thước với chiều cao là 50, chiều sâu là 25 và chiều rộng 25. Màu sắc bao gồm có màu vàng gỗ, vàng này là màu vàng gỗ được phối với màu đen nhìn rất là sang, và gỗ này là gỗ làng nha mọi người. Đó, gỗ này là gỗ làng được dán veneer và phủ trên bề mặt. Thì mọi người thấy cái màu gỗ của nó còn rất là sáng. Đó, mọi người thấy nhìn rất là sáng. Thì khi mà về bố trí ở trong gia đình, cái màu này nó cũng rất là sang trọng. Bố trí trong cái không gian gia đình nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Và ở phía dưới thương hiệu người ta bố trí cho mình cái thương hiệu nằm ở vị trí này luôn. Thương hiệu Bose ở trên chính giữa. Mọi người Hảo sẽ quay đằng trước lưới của nó và đằng sau cho mọi người xem tổng quan, rất là đẹp. Lưới của nó còn nguyên vẹn không có xước. Và đằng sau đây là trạm gắn loa và tem. Thì trạm gắn loa của nó mọi người thấy còn rất là mới nha. Đó, cái màu của trạm gắn loa, màu hai cái trạm gắn loa màu đỏ và đen còn cực kỳ mới. Đây là cái tem Bose 6.2 với cái trợ kháng của nó là 4 ohm,
độ nhảy 90 dB và công suất là 100W cho mỗi cân, Made in USA. Và hãng khuyến cáo chiếc âm ly dùng cho đôi loa này có cái mức dao động từ 20 đến 120W cho mỗi cân. Và chiếc loa còn lại ở bên này mọi người thấy nó còn cũng y chang bên kia, nó cũng còn rất là đẹp, rất là sáng. Màu gỗ hai bên cũng không có khác biệt gì. Để sao? Lưới ở phía trước còn rất là đẹp nha mọi người. Và Hảo sẽ mở ở bên trong ra cho mọi người xem cái kết cấu ở bên trong của loa Jet Bass. Thì đây là một cái hệ thống loa hai đường tiếng với một cái bass 20 gân này là gân mút, và côn của nó là côn giấy, và hai cái trep của côn giấy. Thì đối với chất âm của thương hiệu Bow thì chúng ta không còn bàn cãi nữa rồi. Đặc biệt đó là âm bass cho ra rất là sâu, và âm trep khi mà mọi người nghe sắc nét, và những cái tiếng nhạc cụ khi mà nghe rất là ấn tượng. Khi mà Hảo nghe, Hảo thấy những tiếng nhạc cụ guitar rất là căng và tròn, nghe cực kỳ hay. Đây thùng loa được thùng này là thùng loa cộng hưởng, được thiết kế điều hướng bằng các cái vách ngắt bên bằng các cái vách ngăn ở bên trong, để cho cái dòng khí khi mà mọi người thấy, Hảo sẽ đưa lên một cái hình cho mọi người thấy cái dòng khí nó sẽ di chuyển như thế nào. Dòng khí nó sẽ đi qua những cái vách ngăn trong cái hệ thống loa bên trong, sau đó thì nó sẽ qua cái lớp băng tiêu âm rồi ra lỗ khí thông hơi. Đây, lỗ thông hơi nằm ở vị trí này. Thì với cái kết cấu hệ thống loa hai đường tiếng, nhưng mà mọi người thấy khi mà mình phân tích về chuyên sâu hơn thì nó cũng sẽ tương tự như một cái hệ thống loa ba đường tiếng. Mọi người thấy ở trên với cái kết cấu loa trep đặt ngay tại tâm của loa bass, thì mọi người thấy hai cái trep nó sẽ được đưa về hai cái hướng theo cái kiểu dạng mở. Và với một cái trep mà đặt theo cái kiểu dạng mở như vậy, theo hai hướng, thì âm thanh khi mà tái hiện ra nó sẽ hầu như đi được mọi nơi trong cái căn phòng của mình. Mình nghe cái âm thanh nó cũng, dù mình ngồi ở vị trí nào đi nữa thì âm thanh nó vẫn không thay đổi, nó vẫn như nhau. Và mọi người thấy trên hai, đặc biệt với thiết kế đó là hai trep và có một cái trep được gắn một cái tụ điện. Thì tại sao Hạ lại gắn cái tụ điện ở trên này, và có cái nhiệm vụ làm gì mà Hạ lại gắn ở trên đó? Thì tụ điện là một cái linh kiện khá là quen thuộc trong kết cấu mặt phân tầng cho loa. Thì nó có nhiệm vụ đó là ngăn chặn những âm thấp đi qua. Đó, nó sẽ ngăn chặn những âm thấp đi qua, nó chỉ cho những cái âm cao đi qua. Thì khi mà nó ngăn chặn những cái âm thấp đi qua như vậy, thì mọi người thấy trong hai cái trep thì một cái trep nó sẽ có âm trep thấp hơn cái trep còn lại. Nên do đó đối với Bow 6.2, mọi người nghe cái âm thanh của nó, âm thanh cao nó rất là đa dạng đó. Nên như mà Ngọc Hạo nói ở lúc đầu tiên, tuy là một cái hệ thống loa hai đường tiếng, nhưng mà với những cái chức năng mà Hạo bố trí thì nó cũng gần như là ba đường tiếng. Và khi nhìn vào, chúng ta thấy cái hai cái trep được đặt ngay tại vị trí tâm của bass, thì chúng ta cũng liên tưởng ngay đến một cái kết cấu loa đồng trục của hãng Tannoy rất là danh tiếng với mức giá cực kỳ khủng. Thì với thiết kế này cũng cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh trong không gian rất là tuyệt vời, mọi người nghe sẽ rất là hay. Và với một đôi loa đôi loa có thể nghe nhạc hi-fi và vừa có thể hát karaoke, hôm nay họ sẽ gửi tới cho tất cả mọi người một mức giá cũng cực kỳ phù hợp, đó là 9.500.000 đồng.
Thì khi mà mọi người mua về thì mình cũng vừa nghe nhạc vừa thích, hôm nào thích thì cũng có thể hát karaoke, cũng tiết kiệm được chi phí một phần nào đó để sắm một cái loa karaoke riêng. Thì đối với thương hiệu Bâu thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì quá là nổi tiếng rồi. Chất âm của nó cho ra thì chúng ta không còn bàn cãi về chất âm khi mà nghe nhạc và khi hát karaoke. Và bây giờ thì Hảo sẽ mời mọi người thưởng thức ca khúc đến từ đôi loa Bâu 6.2 này để chúng ta xem chất âm của đôi loa này nó tái hiện như thế nào. Và những anh những bác nào mà có nhu cầu sở hữu một cặp loa vừa nghe nhạc hi-fi và vừa có thể hát karaoke thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức nhạc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Hãy
Việt gửi sâu